Nhà đất Hằng đi, chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp cho cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng, vàng nên hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay, Hằng đang có mặt tại trục đường Phạm Văn Đồng thuộc trung tâm phường 3 quận Gò Vấp nha cả nhà. Nhà mình tuy địa chỉ là quận Gò Vấp nhưng mà mình nằm bên cái nhánh của Phạm Văn Đồng, quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận á, ngay công viên Gia Định luôn, cũng như là chúng ta di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng chừng 5 phút thôi. Và trong bán kính 300m là mình có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện luôn nha. Ngày hôm nay thì Hằng đi giới thiệu chúng ta một cặp nhà phố nè. Hiện tại thì gia chủ mình đã bán hết một căn rồi, chỉ còn một căn thôi cả nhà ơi. Đó, căn cổng màu xanh thì đã bán cho khách ở rồi, mình còn căn gốc nè, căn gốc bên hông này nha. Đó, có hai lối cửa luôn, một lối cửa di chuyển vào và thêm một lối cửa ở phía này nữa để lấy sáng cho ngôi nhà. Mẫu thiết kế tân cổ điển nè. Và Hằng đi xin giới thiệu sơ lược về ngôi nhà. Nhà mình với kết cấu chuẩn là một trệt ba lầu, nhà sổ hồng chính chủ, công chứng mua bán trong ngày luôn. Với diện tích chiều ngang là 4m, chiều sâu là 15m. Nhà thì thuộc hướng chính là hướng Tây, rất là phù hợp khách hàng mình cứ mời là Tây Tứ Trạch, cũng như các hướng là hướng Tây Bắc, Tây Nam, hướng Đông Bắc nha. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ luôn á. Đó, một cặp nhà phố, còn sót lại duy nhất một căn thôi. Và gia chủ thì đang rao bán cho căn này với giá bán là 7 tỷ 900 triệu đồng, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Vàng này hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Em di chuyển ra trục đường phía trước để chúng ta cùng tham quan nè cả nhà. Đường trước nhà của mình thì hiện hữu rộng khoảng chừng 3m đến 3m rưỡi. Còn đường ngoài này thì rộng hơn nè. Đường rộng khoảng chừng 4m, 4m rưỡi lần nha. Đó, ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi, toàn là nhà phố và biệt thự không thôi. Khu dân cư thì tại đây chúng ta có camera khu phố, rất là an ninh chủ thể khi mà an cư sinh sống nha. Nhà mình thì cách mặt tiền đường Phạm Văn Đồng khoảng chừng 50m nha cả nhà. Cùng Hằng My chúng ta tham quan nè, thích hợp vừa ở hoặc là mình mở văn phòng công ty cũng được luôn á, hoặc là chúng ta mua để cho thuê có thu nhập hàng tháng nha cả nhà. Một căn nhà với diện tích là ngang 4, chiều sâu đến 15m lận. Và nhìn từ phía mặt tiền chính phía trước, ngay cái lối trước nhà của mình nè, do là nhà đối diện dân cư mình ở lâu đời rồi, cho nên mình có xây một cái khoảng sân bức tường chỗ này. Nhưng mà sắp tới mà nếu mà xây nhà xong á cả nhà, mình có xây mới lại thì sẽ lùi lộ giới vào, thì cái đường này sẽ rộng hơn nha. Đó, một căn nhà với diện tích là ngang 4, chiều sâu là 15m lận nha cả nhà. Cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa và em bắt đầu di chuyển bên trong để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà nha. Mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công ra bên ngoài. Nhà thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Kết cấu là một trệt ba lầu nè. Và nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm một lớp cửa sắt CNC. Ngay phía tầng trệt của mình, ngay phía trước thì gia chủ mình ốp đá nè, cả nhà, full mặt ngay phía cổng luôn. Tông chủ đạo làm màu kem nè. Đó. Và em di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà nha. Mình có một cái khoảng sân tại đây, có thể là khu vực trồng cây, trồng hoa, hoặc là mình đậu được khoảng chừng 2 chiếc xe máy á cả nhà. Có vòi tưới cây phía trước luôn, vòi tưới nước vậy nè. Mình rửa xe cũng rất là tiện luôn á. Và bên trong thì thêm một lớp cửa nữa, nhôm xin pha kèm kính cường lực 10 ly. Đó. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình, được gia chủ thiết kế làm phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong. Nhà thì thiết kế hiện đại như cái nhà, tông chủ đạo là màu trắng. Bên dưới sàn của mình là thì gạch 60-60 bóng kính. Bên trên trần là trần chìm dập cấp, đèn led âm trần. Và di chuyển vào bên trong ngôi nhà, cầu thang là được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà, ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng kính cường lực 10 ly nè. Mình có bậc cấp để di chuyển lên trên ha, sinh lão đó. Và không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình thì được gia chủ thiết kế làm toilet sử dụng tại đây. Chúng ta có bồn vệ sinh nè, vòi tắm hoa sen đầy đủ hết rồi, gạch ốp vuông trần, tông chủ đạo là màu xám nha cả nhà. Màu kem chứ, sorry cả nhà, màu kem nhé. Và em đang có mặt tại không gian phía cuối ngôi nhà, được gia chủ thiết kế làm phòng bếp.
Mình có hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ, gỗ an cường có chống mối mọt, chống ẩm bảo hành của đây mình trong thời gian sử dụng. Mình có đầy đủ luôn nè, bồn rửa nè, máy hút mùi, đó, phụ kiện bếp luôn nha. Và cuối nhà của mình thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực kiến trời nằm ở cuối nhà, khu vực sàn nước hoặc là khu vực trồng cây trồng hoa. Nhà mình mà có đám tiệc gì đó chúng ta ra ngoài này nè, mình rửa chén rửa gao thì cũng rất là tiện luôn. Khoảng này thì thông tầng lên phía trên nè cả nhà, ô cửa kiến trời. Nhờ cái khoảng này cho nên phía trên mình có những cái ô cửa nhỏ nhỏ mình trổ cái bên ngoài. Phòng phía sau thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Đó, mở cửa ra thì gió hướng này view vào rất là mát luôn ha. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa từ không gian phía cuối ngôi nhà nha cả nhà. Đó, bên dưới gạch của mình nè, gia chủ mình có thiết kế cho mình những cái ô gạch trang trí làm điểm nhấn tại không gian khu vực phòng bếp á cả nhà. Một căn nhà với kết cấu chuẩn là một trệt ba lầu, diện tích là ngang 4, chiều sâu là 15m, thuộc hướng chính và hướng Tây. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 4 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ luôn á. Và Hằng Ni di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan nha. Ngôi nhà thì gia chủ mình đang rao bán với mức giá là 7.900.000.000 đồng, giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1, được gia chủ thiết kế làm 2 phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Đây, Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực phòng ngủ đầu tiên là cả nhà, nằm ở phía trước. Phòng này thì mình view ban công ra phía trước nha. Bên trên trần của mình là trần chìm giật cấp, đèn led âm trần đầy đủ hết rồi. Gia chủ thì thiết kế hoàn thiện tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình. Mình mua về á, mình đi coi thiết kế lại, mình đưa đồ đưa nội thất vào mình sử dụng nha cả nhà. View khu nhà nhân cư ở hiện hữu hết rồi nè. Cũng như là bên trong nhà gia chủ mình đã lắp sẵn cho mình cái dây cáp ống đồng máy lạnh hết rồi. Đó. Và tại khoảng không gian 2 phòng thì mình sẽ có một cái toilet sử dụng chung nha. Đây, bồn vệ sinh, lavabo, đun sôi, vòi tắm hoa sen, vách kính ngăn riêng khu vực tắm, rạch ướp phun trần đầy đủ hết rồi. Đó. Và không gian khu vực phòng ngủ thứ hai nằm ở phía sau nè. Phòng thứ hai thì chúng ta có một cái ô cửa sổ bên trên đó cả nhà, chỗ ra bên ngoài. Thiết kế thì hoàn thiện cơ bản thôi. Bên dưới gạch thì gạch bóng kính nè, cũng như đèn chiếu sáng thì đủ hết rồi. Và dây cáp ống đồng máy lạnh chúng ta mua về, mình đưa giường, đưa tủ quần áo vào, hoặc là phòng phía trước mình làm phòng ngủ master, phía sau mình làm phòng để quần áo, cả nhà rất là thuận tiện luôn. Em tiếp tục di chuyển lên trên để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà nha. Không gian khu vực tầng tiếp theo nè, tầng thứ 2 mình có phòng phía trước và phòng phía sau. Đây, phòng phía sau trước ha, phòng ngủ thứ 3. Đó, giống như trang tầng bên dưới luôn, cho nên thằng này sẽ nghe máy nhanh như cả nhà. Phòng ngủ thứ 3 của gia đình mình. Và phòng ngủ thứ 4 thì nằm ở phía trước nè. Vẫn là như tầng bên dưới thôi, chúng ta sẽ có không gian khu vực toilet sử dụng chung với hai phòng. Đó, bồn vệ sinh, lavabo, đun sôi, vòi tắm hoa sen, vách kính ngăn riêng khu vực tắm nè cả nhà. Em rất là thích là những cái căn nhà mà chủ nhà tinh tế như vậy nè. Đó, khu vực tắm của mình á sẽ giật cấp nhẹ xuống đây nè, khoảng chừng nửa cái đốt ngón tay của Hằng Ni á. Đây, khoảng chừng nhiêu đây nè cả nhà. Thì khi mà mình tắm sẽ không có bị văng nước ở bên ngoài đâu. Đó. Cũng như là bên trong nhà của mình đã đi sẵn cái đường dây máy nước nóng năng lượng mặt trời, nước nóng lạnh đầy đủ hết rồi á. Trong toilet thì chúng ta có quạt hút mùi luôn nè cả nhà, đầy đủ hết luôn ha. Và không gian khu vực phòng ngủ thứ tư nằm ở phía trước nè. Cũng giống như phòng bên dưới thôi, cho nên thằng mình sẽ lia máy nhanh nha. Càng lên cao thì view càng đẹp càng thoáng luôn á. Thôi, và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sủng ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Em đang có mặt tại không gian khu vực sân thượng nè cả nhà. Được gia chủ thiết kế làm sân thượng phía trước, sân thượng phía sau. Đây là không gian khu vực sân thượng phía sau của mình ha.
Đó, khu vực trồng cây trồng hoa, khu vực sân phơi đã được gia chủ mình đi sẵn cái dây cấp thoát nước đầy đủ hết rồi, mình để máy giặt phía ngoài này ha. View thì ra khu dân cư ở hiện hữu hết rồi nè. Đó, ngay cụm chung cư căn hộ luôn. Kế bên nhà mình cả nhà, nhà này thì hàng xóm đang chuẩn bị dọn vào, mới vừa bán một căn rồi. Hiện nay thì chỉ còn một căn tại khu này thôi. Em di chuyển cái sân thượng phía trước để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nha. Đó, sân thượng phía trước rất là rộng luôn cả nhà. Khu vực trồng cây, trồng hoa, khu vực tổ chức tiệc nướng BBQ. Gia đình mình lên đây để thêm một cái bàn trà, xích đu, ghế ngồi, nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, quay quần bên nhau rất là tuyệt vời luôn á. Đó, view thì đối diện nhà mình, dân cư mình ở hiện hữu hết luôn rồi nha. Nhà phố cao tầng cũng như là khu biệt thự không thôi. Khu này thì rất là an ninh luôn, ngay trục đường Phạm Văn Đồng. Một trục đường thì rất là ít khi kẹt xe luôn á, chúng ta di chuyển rất là thuận tiện luôn ha. À, bên trên tầng tùm của mình nè, nên đặt bồn nước kèm máy nước nóng năng lượng mặt trời. Và ngôi nhà này thì gia chủ mình đang rao bán với mức giá là 7 tỷ 900 triệu đồng, giá còn tương lượng trực tiếp với chủ nhà của mình nữa. Vàng nên sâu trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà nha. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý thầy mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem á, hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Thật sự là em rất là trân trọng tình cảm khách hàng mình, luôn ưu ái và đón xem ủng hộ video cho Hằng Ni. Trong lúc xem á cả nhà, em có sai sót chỗ nào mong gia đình mình góp ý để Hằng Ni hoàn thiện hơn nha. Và em xin kính chúc quý khách hàng, các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Thôi em xin chào tạm biệt cả nhà mình nhé. Bye bye.